Hello, my dear students. Welcome back to series about learning tiếng Anh 8, Global Success. I'm very happy to support you in your learning journey. And let's get started with Unit 1, Leisure Time. All right? And I hope that what I'm doing right now can support you in your learning and support each other, right? Xin chào các con, chào mừng các bạn đến với chuỗi video cô Thùy hướng dẫn các con học chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 Global Success và cô đang đồng hành cùng với các con ở những đơn vị bài học đầu tiên của chương trình. Bài số 1 có tên là Leisure Time, có nghĩa là thời gian rảnh rỗi, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với format của nội dung của bài với các cái hoạt động từ Getting Started đến Closer Loop 1 đến phần Project để chúng ta hiểu sâu hơn về chủ đề này, đúng không? Chủ đề này có nghĩa là gì ạ? Các cái hoạt động con làm lúc con rảnh rỗi, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe trước, sau đó là chúng ta sẽ phân tích cái nội dung của bài sâu hơn các con nhé. Hi Chang, surprised to see you. What brings you here? Oh, hello Tom. I'm looking for a knitting kit. A knitting kit? I didn't know you like knitting. Actually, I'm keen on many DIY activities. In my leisure time, I love knitting, building doll houses, and making paper flowers. I see. So you like spending time on your own? Yeah. What do you do in your free time? I'm a bit different. I usually hang out with my friends. We go to the cinema, go cycling, or play sport in the park. You love spending free time with other people, don't you? That's right. By the way, would you like to go to the cinema with me and Mark this Sunday? There's a new comedy at New World Cinema. Yes, I'd love to. Can I ask Mike to join us? Sure. Let's meet outside the cinema at 9 a.m. Okay. Như vậy, bạn Tom và bạn Trang đang nói chuyện với nhau, đúng không? Oh, Trang, thật là... I'm keen on doing DIY. DIY đó là viết tắt của từ do it yourself, là tự làm cái gì đó. Tớ thích những cái công việc tự làm, đúng không? Bạn Trang bảo gì? Chào Trang. Oh, thật là ngạc nhiên. Khi mà thấy bạn ở đây ấy, điều gì đã mang bạn đến đây đấy? Chào Tom, tớ đang tìm cái que. Chúng ta có từ knitting kit là cái que để đan len đấy các con nhỉ? Que đan len ư? Tớ không biết là cậu thích đan đấy. Thực ra thì tớ rất thích nhiều cái hoạt động mà tự làm. Và thời gian rảnh rỗi tớ thích đan len này, tớ thích xây nhà cho búp bê này, tạo nhà cho búp bê này, và thậm chí làm cả hoa giấy nữa. Thế bạn có thế thì có nghĩa là bạn thích dành thời gian cho chính mình đấy. Thế cậu làm gì vào thời gian rảnh rỗi của cậu? Tớ thì hơi khác một chút. Tớ thường đi ra ngoài chơi với các bạn này, tớ đi xem phim này, tớ đi đạp xe này, hoặc là tớ chơi các môn thể thao ở trong công viên. Tớ thích dành thời gian với những người cậu thích dành thời gian với những bạn khác, với mọi người, đúng không? Đúng rồi. Này, cậu có thích đi xem phim cùng với tớ và Mark thứ chủ nhật này không? Có một cái vở kịch mới ở ở rạp chiếu phim Thế Giới Mới đấy. Tớ cũng thích. Tớ bảo Mai đi cùng chúng ta nhé. Chắc chắn rồi. Chúng ta gặp nhau ở bên ngoài của rạp chiếu phim lúc 9 giờ sáng nhé. Như vậy đây chúng ta sẽ có cái nội dung liên quan đến bài và các bạn ấy đang trao đổi về cái gì? Thói quen, cái sở thích, cái việc các bạn ấy làm lúc rảnh rỗi là gì, đúng không? Chúng ta có như vậy, nếu như các con hiểu sâu hơn về cái bài này rồi, cái câu chuyện này rồi, thì cái phần các con làm trả lời các câu hỏi đây cũng không còn quá khó. Câu số 1 là Trang đang tìm kiếm cái gì ạ? Từ khóa của chúng ta là looking for. Như vậy các con sẽ tìm xem chỗ nào có nội dung của bạn Trang, đúng không? Chúng ta có từ looking for. Okay, Chang, I'm looking for a knitting kit. We have a knitting kit here. She like doing DIY in her leisure time. Okay, bạn ấy thích làm vào thời gian rảnh rỗi của bạn ý. Chúng ta có câu trả lời đây nào. Tom thì thích dành thời gian với ai nhỉ các con nhỉ? Đây nào. I usually hang out with my friends. Tớ thì khác. Thì bạn ấy thích làm sao? Đi ra ngoài này, dành thời gian với mọi người, đúng không? Chứ không phải là chỉ làm cái hoạt động đó một mình. Tom and his friend usually, Tom và bạn người thường như thế nào ạ? Usually hang out together, chính là cái cụm từ cô vừa mới gọi tên đây, đúng không? Alright. Okay. Câu số 5, Tom, Mark, Chang and Mai are going to see a comedy this Sunday. Đúng không ạ? Chúng ta có thông tin đây ạ. Cinema Sunday.
đúng không? Và chủ nhật này thì bốn bạn cùng đi xem phim. Tiếp theo chúng ta sẽ nối các cái từ chúng ta có với các cái tranh ta có ở đây. Doing DIY là làm việc gì đó một mình này các con nhỉ. Cooking là nấu ăn này, doing puzzle là giải ô chữ này, playing sport là chơi thể thao, surfing the net là lướt mạng này, messaging friends là nhắn tin cho bạn. Đúng không ạ? Thì chúng ta có tranh số 1 thì sẽ là messaging friends, cooking, get that. Number 3 is playing sports. Number 4 is, I'm going to make it closer, doing puzzle. That. And this one is doing DIY. And this number 6 is surfing the net. Okay, and let's check the other. Yeah. Như vậy với bản thân các con giờ thời gian rảnh rỗi các bạn làm gì? All right. Chính là các cụm này và bây giờ chúng ta sẽ nói về cái tác dụng của các cái hoạt động đó. Ví dụ như là chúng ta có từ gì? Improve memory, mental exercise. Cải thiện cái trí nhớ này đúng không? Và làm gì? Cải thiện trí nhớ này và làm gì? Đây là một cái hoạt động mang tính chất là gì? Tư duy nhiều. Thì chúng ta có hoạt động đó là hoạt động gì các con? Rèn luyện trí nhớ của chúng ta thì sẽ là doing puzzle đúng không nhỉ? Save money, increase creativity, tiết kiệm tiền đúng không? Và tăng cái tính sáng tạo. Tức là chúng ta làm cái gì từ những cái vật cũ trước đấy chẳng hạn. Thì cô nghĩ đó là doing DIY đúng không? Ok. Chúng ta có hoa giấy này đúng không? Là như như bạn Trang bạn làm hoa giấy đấy. Hoa từ giấy, paper đúng không nhỉ? Hoa từ giấy không? Hoa từ vải đúng không? Thì cũng thể hiện cái sự sáng tạo của bạn. Chúng ta có là gì? Cải thiện sức khỏe về thể chất và kết bạn. Thì chúng ta sẽ dùng playing sports là chơi thể thao đúng không? Keep in touch with relaxed là giữ liên lạc và cảm thấy thư giãn, thoải mái. Như vậy chúng ta giữ liên lạc bằng cách chúng ta nhắn tin với các bạn bè của mình đúng không? Messaging friends. Learn something about IT, computer skills. Học cái gì đấy về công nghệ thông tin và kỹ năng máy tính. Chúng ta có từ surf the internet. Alright. Rồi và đến số 5 thì con sẽ làm việc theo nhóm ở trên lớp của các bạn. Con sẽ hỏi các bạn khác các câu hỏi, sau đó báo cáo với câu trả lời. Nếu bạn có thời gian rảnh rỗi cuối tuần thì bạn sẽ làm gì? Đó thì chúng ta sẽ hỏi xem các bạn của mình thì bạn ấy sẽ làm gì có trong các cái hoạt động mà chúng ta vừa mới đề cập phía trước. Tiếp theo trong phần A Closer Look One chúng ta sẽ quan tâm đến vocabulary and pronunciation qua năm hoạt động chính. Hoạt động thứ nhất là chúng ta sẽ nối vocabulary, ba phần liên quan đến vocabulary đúng không các con? Các con sẽ nối từ này đi kèm với cả các cái tính từ và chúng ta có tính từ đi kèm với các giới từ. Fun đi kèm với giới từ of, thích cái gì đó. Keen đi kèm với giới từ on. Interested đi kèm với giới từ in. Crazy đi kèm với từ about and be into. And let's check. Đó. Đều có nghĩa là thích cái gì đấy, chìm đắm trong cái gì đấy, yêu mến cái gì đó, thích làm cái gì đó. Và chúng ta có làm gì ạ? Khi mà chúng ta muốn thay đổi những cái cấu trúc câu thể hiện cái nhóm thể hiện cái phía kia về cái việc ta không thích thì con sẽ thêm not vào sau động từ to be. Ví dụ ta có she is keen on cooking là cô ấy thích nấu ăn thì câu phủ định của nó đó là she is not keen on cooking. Đó. Và ở đây chúng ta có to be into, to be con sẽ nhìn giới từ đằng sau chúng ta có trong các câu chúng ta điền các từ còn thiếu. Đúng nhỉ? I am of thì các con chú ý I am fun of là có giới từ of ở đằng đây đúng không? Tôi thích chụp ảnh. I am fun of taking photo. In my free time, I usually go out and take photos of people and things. Tôi thích chụp ảnh và thời gian rảnh rỗi tôi thường làm sao? Đi ra ngoài đúng không? Và chụp ảnh mọi người, chụp ảnh người và cảnh đúng không ạ? Rồi chúng ta có cái cụm từ đó. Câu số 2. Bạn Mai thì như thế nào đấy lịch sự? Bạn ấy thường đi đến các viện bảo tàng để xem là những cái buổi triển lãm mới và học về quá khứ. Như vậy ta có giới từ in ở đây. Đó, to be đi kèm với giới từ in ở đây đúng không ạ? Và ta dùng interested đi kèm với giới từ gì các con nhỉ? In đúng không? Thích về môn lịch sử. Đó, chúng ta thích thì chúng ta mới học được. Chúng ta thích tiếng Anh thì chúng ta mới học được bộ môn này đúng không các con? Câu số 3. Chị của tôi thì nấu ăn, chị ấy muốn trở thành một đầu bếp
trong tương lai, đúng không ạ? Và thường ta có từ keen on cooking. Alright. Câu số 4. My brother spent lots of time surfing the net, but I am not it. Anh trai của tôi dành rất nhiều thời gian để lướt mạng, nhưng tôi thì không thích nó. I am not into it. To be into chính là cái cụm chúng ta vừa mới nói phía trước. Và I am not crazy đi kèm với giới từ about. Tôi không thích cái việc tự tự làm lắm. Tôi không bao giờ có khả năng là hoàn thành bất cứ một cái dự án nào hoặc tự làm mà tôi bắt đầu cả. Đó. Thì tùy cái từng cái thói quen của từng người một, đúng không? Tiếp theo là các con sẽ sử dụng các cấu trúc câu này. Con hoàn thành câu về con và con sẽ nói về những điều mà con thích, đúng không? Hoặc con không thích và con sử dụng các cụm từ chúng ta có ở đây. Tôi thích làm gì đấy, đúng không? Tôi thích nấu ăn, tôi thích tôi thích giải ô chữ, hay tôi thích chơi thể thao, hay tôi không thích nhắn tin với bạn, hay tôi không thích làm những cái đồ tự làm, vân vân. Đấy thì các con tùy sở thích của các bạn sẽ đưa ra những cái mẫu câu tương tự. Với phần pronunciation thì chúng ta sẽ nói âm đến âm u ngắn và âm u dài. Và chúng ta sẽ có âm u and u. Alright? Ooh and ooh. U and u. Alright, now listen. Cook. Cook. Now listen, everyone. Cook. Group. Group. Push. Push. June. June. School. School. Wood. Wood. Woman. Woman. Move. Move. Alright. Và đây chúng ta đã chia thành các âm u ngắn và âm u dài. Thì các con nghe lại này. Cook. Cook. Group. Group. Push. Push. June. June. School. School. Wood. Wood. Woman. Woman. Move. Move. Thì chúng ta sẽ phân chia các âm thành âm u ngắn và âm u dài như sau. Chúng ta có từ move sẽ là u, ok? Wood. June. Thì khi viết ra là âm move and June thì âm u chúng ta làm dài hơi hơn. Đúng không các con? Push. Cook. Woman. School and group. Ok. Bài tiếp theo là các con sẽ luyện đọc các câu mà chứa các âm u ngắn và u dài. Chúng ta đọc xác định rõ ra cái cách đọc của các từ này. 1. She likes reading books and swimming in the pool. 2. When it is cool, we like to play football. 3. She drew and made pudding in her free time. 4. My mum loves pumpkin soup and coffee with a little sugar. 5. My brother is fond of watching the cartoon about a clever wolf. Okay, she likes reading books and swimming in the pool. When it is cool, we like playing football. She drew and made pudding in her free time. My mom loves pumpkin soup and coffee with a little sugar. My brother is fond of watching the cartoon about clever wolf. Okay, what is it? How it takes now? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có các âm, chúng ta sẽ xác định đâu là âm u ngắn, đâu là âm u dài để chúng ta sẽ đọc các từ cho chính xác theo các cái phần chúng ta đang có ở đây. Chúng ta có là các con nhìn cái dấu gạch ngang ở đây. Đó là âm chúng ta có dấu gạch ngang có từ pudding, football, shoe, sugar, đúng không ạ? Ta có âm gạch ngang thì sẽ là âm u ngắn, đúng không ạ? Còn âm quanh tròn sẽ là âm u dài, đúng không nào? Đó. Với các từ đây, đúng không ạ? She likes reading books and swimming in the pool. When it's cool, we like to play football. She drew and made a pudding in her free time. My mom loves pumpkin soup and coffee with a little sugar. My brother is fond of watching cartoon about a clever wolf. Alright. Sang đến phần closer look 2, chúng ta sẽ chỉ nói về nội dung ngữ pháp của bài. Thì các con chú ý chúng ta sẽ
nói về gì? Chúng ta sẽ sử dụng động từ chỉ ta chỉ việc ta yêu thích hoặc ta không thích, đúng đúng không? Có thể theo sau bởi các danh động từ, tức là động từ thêm đuôi in, đúng không ạ? Và một số động từ thì làm sao? Theo sau bởi cả cái động từ thêm đuôi in lẫn động từ nguyên thể. Động từ thêm đuôi in như they dislike surfing the net và I love going or to go to the cinema. Bây giờ chúng ta sẽ xác định xem những cái cụm nào thì theo sau sẽ là chỉ có là verb in, đúng không ạ? Và có một số cụm theo sau là cả verb in lẫn to verb. Thì chúng ta có, các con nhớ từ hate thì theo sau cả verb in lẫn to verb. Fancy, do you fancy theo sau chỉ có verb in. Prefer cả hai dạng, đúng không ạ? Enjoy chỉ riêng duy nhất verb in. Dislike cả hai dạng. Like, dislike thì chỉ có từ verb in thôi, đúng không ạ? Detest chỉ có verb in and love là cả hai dạng. Đó, các con nhớ, chúng ta ghi nhớ được cái bảng với các cái từ chính như thế này để chúng ta đưa ra cái đáp án một cách chính xác. Phần số 2 là các con sẽ lựa chọn đáp án với các từ chúng ta đang có ở đây. Đó, câu số 1 chúng ta có là gì ạ? Tôi thích như thế nào đấy, thế nên vào cái thời gian rảnh rỗi tôi đi đến một số làng gần Hà Nội để thư giãn và tận hưởng cái không khí ngoài trời. Như vậy, I love, chúng ta chọn đáp án nào nhỉ? I love traveling. Đúng không nào? Theo sau love là verb in. Câu số 2, Tom enjoy doing puzzles, especially Sudoku. Tom rất là thích chơi giải câu đố đấy, đúng không ạ? Giải đố, đặc biệt là trò chơi Sudoku. Khi nào bạn thích xem TV thì chúng ta sẽ dùng là like theo sau nó là verb in hoặc là to verb, nhưng đây không có verb in nên chúng ta dùng là to verb, đúng không ạ? Like to watch TV. Do you fancy, bạn có thích đi xem phim cuối tuần này không? Thì fancy theo sau chỉ có verb in nên chúng ta dùng là going, chứ chúng ta không chọn là to go, đúng không? I detest, I think cruel, it's cruel to harm animal. I detest. That's no. Okay. Detest xong sau cũng chỉ có hunting thôi, đúng không các con? Vì nó làm sao tôi thấy rất là độc ác khi mà làm hại đến các cái loài động vật. Đó. Với bài số 3 thì các con nhìn vào tranh và con sẽ hoàn thành câu và sử dụng những cái từ còn gợi ý chúng ta đang có. Gợi ý ví dụ ở đây chúng ta đang có đây. Câu số 1 thì Mark, con nhìn xem bạn ấy thích gọi là lướt mạng, đúng không? Mark like surfing the net. Okay, like surfing the net hoặc là likes to surf the net. The girl enjoy knitting. Okay, bạn thích đan len này, đúng không ạ? My cousin dislike. Con nhìn xem đây là gì? Đồ ăn đúng không? Cooking. Alright. Câu tiếp theo, my father hate. Bố tôi thì ghét đi đâu? Đi mua sắm đúng không? Go shopping. Hate to go shopping hoặc get going shopping. Tom and his sister prefer giải ô chữ, giải đố đúng không ạ? Prefer doing puzzle, ok? Hoặc là ghép hình, đúng không? Chúng ta có trò chơi ghép hình ở cái phần này. Phần tiếp theo con sẽ hoàn thành câu với chính bản thân mình. Đó, con thích cái gì? Thì con dùng cấu trúc I like, I prefer, I love. Còn con không thích, con sẽ dùng I dislike, I hate, I detest. Và ba cái từ này đều có nghĩa là ghét, không thích cái gì đó. Con cứ bản thân mình, chúng mình có những cái nội dung như nào, con thích cái gì, con ghét cái gì, con sẽ viết vào các phần ô trống chúng ta có ở đây, đúng không? Con thích chơi, con thích origami, nó là một cái trò gọi là concept, con gấp những cái hình con hạc đấy, đúng nhỉ? Con thích tập yoga này, con thích đọc chuyện truyện tranh này, đúng không? Hay con không thích xem TikTok này, video TikTok này, con thích chạy. À, con ghét chạy marathon này, con ghét làm sao? Baking là làm bánh với cái hương vani nhân nhân tạo, đúng không? Và phần số 5 là con sẽ chơi cái trò chơi này ở trên lớp khi mà các bạn làm việc theo nhóm và gặp một bạn thì sẽ làm gì? Gọi là thực hiện cái hành động về cái thực hiện cái hành động về cái thời gian rảnh con thích làm gì. Xong các bạn khác ở trong nhóm con sẽ ra đoán xem cái hành động đấy bằng cách hỏi cái câu hỏi là có không, do you like surfing the net,
No, I don't. Don't do you like messaging love mess do you love messaging your friends? Yes, I do. Thì các con sẽ trả lời các cái câu hỏi. Làm các cái câu hỏi thì liên quan đến các phần chúng ta có, đúng không nhỉ? Ở trong phần communication thì con sẽ làm sao đưa ra lời mời và con chấp nhận cái lời mời, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đọc đoạn hội thoại và chúng ta sẽ xem là cái cấu trúc câu đưa ra lời mời thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào, đúng không? Ok. One. Would you like to go to the cooking club with me this Sunday? I'd love to, thanks. Two. Do you fancy going for a walk? That's great, thanks. Okay. Như vậy chúng ta có một câu để con thể đưa ra lời mời đó là gì? Would you like to? Do you fancy? Would you like to do something? Would you like to go? Okay. Do you fancy going? Đó. Thì chúng ta đấy là đưa ra một cái lời mời đúng không? Chúng ta mời là đi đến câu lạc bộ nấu ăn với tớ vào thứ bảy chủ nhật này được không này đúng không? Cậu có muốn đi đi dạo không đúng nhỉ? Thế còn nếu như mà sử dụng cấu trúc để chấp nhận lời mời, ta sẽ nói là I love to, thanks. Okay, hoặc là thank you, hoặc là that's great, thanks, or thank you. Tớ rất là thích, cảm ơn cậu. Thật là tuyệt vời, cảm ơn cậu nhé. Đúng không nào? Và tiếp theo thì các con sẽ làm gì? Ở đây chúng ta có đưa ra có một số lời mời như sau. Mời bạn đến chơi badminton này. Mời bạn làm sao? Make paper flower with you là làm gì? Hoa giấy với cả em, với cả bạn. Và mời bạn mình làm gì? Làm bánh pizza tại nhà đúng nha. Thì chúng ta sẽ sử dụng các cái mẫu câu chúng ta có. Would you like to play badminton with me? I love to, thanks. Đây và tất cả các câu này là chúng ta đều làm gì các con nhỉ? Chúng ta đều đồng ý đúng không? Do you fancy making paper flower with me? Ok. Và chúng ta có badminton là môn cầu lông đúng không con? Bạn có muốn đi chơi cầu lông với tớ không đúng không? Bạn có muốn làm hoa giấy với tớ không? Bạn có muốn tớ đã làm pizza ngày hôm nay, bạn có muốn thử làm với tớ không? Đó, thì chúng ta sẽ sử dụng các cấu trúc câu hỏi này và con sẽ thay thế các câu that's great, a lot to, thank you để chúng ta đưa ra cái phản hồi của chúng ta là chúng ta rất muốn đến nhà các bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn vào các bức tranh và theo các con thì các bạn ấy đang làm gì đúng nhỉ? Đó là chúng ta nói về các cái hoạt động làm sao trong thời gian rảnh rỗi của thiếu niên trên toàn thế giới. Các con nhìn vào tranh A thì đây các bạn nữ các bạn đang xếp cấp giấy đúng nhỉ? Chính là cái trò origami cô nói với cả các bạn từ vừa trễ đúng không? Doing origami. This is playing cầu lông đúng không? Badminton, right? And this is skiing, snowboarding. Là các bạn ấy trượt tuyết đúng không? Trượt tuyết nhưng phải có ván. Có ván trượt, trượt tuyết bằng ván trượt đúng nhỉ? Snowboarding. Và bây giờ chúng ta sẽ làm gì ạ? Đọc ba bạn thiếu niên đang nói về cái thời gian rảnh rỗi của bạn ấy và chúng ta sẽ điền vào cái văn bản phía dưới. Thì bạn Sakura ở Tokyo, Nhật Bản thì bạn ấy origami làm cái nghệ thuật gấp giấy đúng không? Tớ thích nó làm nó vào thời gian rảnh rỗi của tớ. Tớ chỉ cần một vài tờ giấy mà tớ có thể tạo ra được hầu hết tất cả mọi thứ. Nào là bông hoa, nào là con chim, nào là cái quạt. Làm cho origami thì giúp cho tớ giải trí, thư giãn đúng nha. Tiếp theo bạn Eric đến từ Switzerland. Quê của tớ thì có những cái trung tâm nghỉ dưỡng trượt tuyết rất là nổi tiếng. Tớ thì rất là thích trượt tuyết có ván và thường đi gần cái trung tâm trượt tuyết với bố mẹ của mình vào dịp cuối tuần. Trượt tuyết có ván thì cải thiện sức khỏe tổng thể cái sức khỏe của tớ cũng như là sự cân bằng của tớ. Bạn Lan ở Quảng Bình, Việt Nam thì bạn ấy thích chơi thể thao và đặc biệt là môn cầu lông. Cái người bạn thân nhất của bạn Lan thì của tớ ấy, thì sống ở gần nhà tớ. Thế nên là chúng tớ chơi cầu lông vào hầu hết các buổi chiều. Đây là môn thể thao khá là dễ và nó cải thiện cơ bắp của tớ và giúp cho tớ giảm căng thẳng. Như vậy đây chúng ta có là tên của các bạn này, đúng không? Đất nước các bạn đang sinh sống này, cái hoạt động giải trí của các bạn này.
Đó, sau đó là bạn ấy tham gia hoạt động giải trí với ai này, và lợi ích của các hoạt động thì nó thể hiện khá rõ ở trong nội dung bài chúng ta có rồi đúng không? À, ví dụ như bạn Sakura thì bạn ấy gọi là gì nhỉ? Gấp hình origami đúng không? Bạn làm nó với no one, là không với ai cả, bạn làm nó một mình thôi, không đề cập đến đúng không nhỉ? Và lợi ích của nó làm cho bạn ấy, thường nó sẽ ở các câu cuối cùng đúng không con? Nó giúp cho bạn ấy giải trí. Thế còn bạn Eric thì làm gì? Trượt tuyết có ván đúng không? Và bạn ấy chụp trượt với bố mẹ của bạn ấy, và nó giúp cho bạn ấy cải thiện sức khỏe và sự cân bằng tổng thể. Thế còn bạn Lan của chúng ta thì làm sao? Chơi cầu lông đúng không? Vào với người bạn thân nhất của bạn ý, và nó giúp cho bạn ý cải thiện gì nhỉ? Cơ bắp này đúng không? Và thậm chí là giúp cho bạn ý giảm căng thẳng đúng không? Với phần tiếp theo thì các con sẽ làm việc theo nhóm, và các con sẽ trả lời các câu hỏi như sau. Đó là trong hoạt động số 4 đấy, trong với ba cái môn thể thao mà các bạn tham gia đấy, thì con muốn tham gia môn thể thao nào đúng không? Tại sao con lại muốn tham gia cái môn thể thao đó? Để con chia sẻ với các bạn trong nhóm lớp của con và đưa ra lý do. Đấy, vì với cái lý do là các bạn ví dụ như có bạn Eric, bạn ấy nói là bạn ấy tham gia trượt có ván đúng không? Thì có thể mình cũng sẽ thích môn thể thao đấy, bởi vì là mình chưa bao giờ mình từng được thử. Và chúng ta có thể là nói là gì? Chúng ta thử đấy, vì chúng ta chưa được thử bao giờ đúng không? Muốn xem là khi chúng ta đến một cái nơi thật là khác biệt thì chúng ta sẽ có thể làm quen với nó như thế nào. Đó. Sang phần tiếp theo là chúng ta di chuyển đến phần skills, là kỹ năng. Kỹ năng ở đây thì chúng ta nói đến kỹ năng đọc và kỹ năng nói trước. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang phần kỹ năng số 2, đó là tích hợp của kỹ năng nghe và kỹ năng viết. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển, chúng ta sẽ ở phần kỹ năng đọc trước nè. À, con nhìn vào các tranh ở đây và con sẽ đoán được những cái hoạt động của các bạn là gì. À, chúng ta thấy nhìn thấy tranh ở đây, đến đây là các bạn làm gì các con nhỉ? Các bạn đạp xe đúng không? Cycling, riding bike. Ok. Và các bạn ý thì làm sao? Đạp xe thì không phải một mình đúng không? Với family, với gia đình của bạn ý đúng nhỉ? Rồi. Thế còn ở đây bạn nữ là đang làm gì với các con? Đang thiết kế một cái váy đúng không nhỉ? Và không, bạn ấy không làm một mình đúng không? Bạn ấy làm với mẹ của bạn ý. Thế còn hai chị em nhà này đang làm gì đây? Đang nấu ăn đúng không? Con thấy eggs này, cake này đúng không? Và trên gương mặt của tất cả các mọi người đây con nhìn thấy đều thấy một niềm vui của họ. Now, they smile, alright. Phần số 2 là các con sẽ làm gì? Đọc về các hoạt động giải trí của bạn Trang, sau đó con sẽ chọn đáp án. Bây giờ chúng ta sẽ đọc trước và các bạn thấy là nội dung của bài đọc nó cũng sẽ làm gì dài hơn rồi đúng không? Một vài thanh thiếu niên thì thích dành thời gian với những người bạn của họ. Những người khác thì thích làm cái việc rảnh rỗi với các thành viên trong gia đình. Tôi thì thích dành thời gian với gia đình, bởi vì đó là cái cách rất là tốt để có thể kết nối với gia đình tôi. Và dịp cuối tuần thì chúng tôi thường đi đạp xe. Chúng tôi đạp xe đến những cái làng ở gần để tận hưởng không khí trong lành. Chúng tôi chụp ảnh và sau đó thì sẽ xem lại các bức ảnh đó. Anh trai của tôi và tôi thì cũng thích nấu ăn. Anh trai tôi thì tìm kiếm những cái món ăn, những cái món ăn mà dễ. Sau đó thì chúng tôi chuẩn bị nguyên liệu và nấu. Đôi khi thì đồ ăn thì cũng rất là ngon, nhưng mà đôi khi thì cũng không không hẳn. Tuy nhiên thì chúng tôi thích bất cứ cái gì mà chúng tôi nấu. Cái hoạt động giải trí mà tôi thích nhất đó là làm những cái dự án mà tự tự tay tôi làm với mẹ của tự tự làm với mẹ. Mẹ dạy tôi làm thế nào để thiết kế ra cái váy và những cái quần áo cho búp bê. Vào những cái dịp đặc biệt thì chúng tôi làm những cái bộ váy đặc biệt cùng với nhau. Một lần thì tôi đã giành giải nhất trong cái cuộc thi thiết kế thời trang ở trường. Như vậy sau khi chúng ta đọc cái bài này thì chúng ta sẽ đoán là gì ạ? Cái văn bản này nói về cái gì ạ? Cái thời gian rảnh, cái gọi là gì, các cái hoạt động lúc thời gian rảnh rỗi của bạn Trang với gia đình của bạn ý đúng không? Cái từ connect có gần nghĩa nhất với từ từ connect có nghĩa là kết nối. Join with something là nối với cái gì đấy. Better understand someone là hiểu tốt hơn ai đó. Và speak to someone là nói với ai đó thông qua điện thoại. Thì chúng ta có từ join with something. Và chúng ta có đáp án cho các câu như thế này.
Ừ, phải là better understanding someone. Connect là hiểu ai đó đúng không? Better understand someone. Ok, for this one. Join thì là tham gia theo cái nghĩa là cơ bản. Theo cái nghĩa gọi là rất là physical đúng không? Rất là thể chất đấy thôi đúng không? Tiếp theo các con sẽ đọc và các con sẽ trả lời câu hỏi. Đó, chúng ta sẽ có như sau. Bạn Trang làm gì vào cuối tuần với gia đình của bạn ý? Thì chúng ta có là bạn ý đạp xe này, bạn ý nấu ăn này, và bạn ấy tham gia vào các cái dự án tự làm đúng không? Dự án các hoạt động tự làm. Câu số 2 thì làm sao? Ai thì sẽ tìm kiếm cái cách nấu món ăn và and her brother cooks. Chúng ta có ai tìm kiếm ạ? Chính là anh trai của bạn ấy đúng không? Hoạt động giải trí nào bạn ấy thích nhất? Đó là làm dự án tự làm với mẹ đúng không ạ? Và mẹ bạn ấy dạy cho bạn ấy làm gì ạ? Đây chúng ta có này. She teach me to make my own dresses and door clothes. Mẹ dạy cho bạn ấy làm gì? Làm cái tức là tạo ra những cái bộ váy cho riêng bạn ấy và thậm chí là cho cả những cái con búp bê của bạn ấy. Và bạn ấy đã giành chiến thắng trong cuộc thi first prize, là giành giải nhất đúng không ạ? Trong cái cuộc thi thiết kế thời trang ở trường. Sang phần speaking thì chính là nhiệm vụ số 4 và nhiệm vụ số 5. Các con sẽ làm việc theo nhóm, các con sẽ lần lượt các con thay phiên nhau các con hỏi các câu trả lời. Đấy, với ba câu trả lời chúng ta có. Hoạt động giải trí nào thì con thường làm với gia đình của con? Con thích hoạt động nào nhất và tại sao? Đúng không ạ? Và con cảm thấy như thế nào khi con dành thời gian với các khi mà có thời gian rảnh rỗi với gia đình của mình? Đấy, thì chúng ta sẽ phỏng vấn các bạn ở trong lớp của các con theo các cái nội dung, các cái câu hỏi chúng ta có. Đúng nhỉ? Và sau đó các con sẽ chia sẻ cái điều này với cả các thành viên trong lớp. Và con nhìn thấy là trong các hoạt động này thì hoạt động nào là hoạt động chung nhất? Hoạt động nào là hoạt động mà mọi người thường hay thực hiện nhất? Thì chúng ta cũng sẽ nhận ra được từ trong cái phỏng vấn từ các bạn. Với skill số 2 thì các con sẽ luyện nghe đúng không? Đầu tiên là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Chúng ta sẽ kết hợp kỹ năng nghe và kỹ năng viết. Và như vậy các con có thấy được cái sự kết nối giữa hai kỹ năng khi chúng ta đọc và sau đó chúng ta sẽ nói đúng không nhỉ? Thì với cái kỹ năng đọc chẳng hạn thì các chúng ta nói về việc là các con làm gì? Chúng ta đọc về một cái nội dung của bài là chúng ta nói về việc các con có những hoạt động giải trí cùng với gia đình của mình đúng không? Vào cuối tuần này thì sau đó chúng ta sẽ nói là gì? Con có hoạt động giải trí nào cùng với cả gia đình của mình vào cái dịp cuối tuần đó, các con hình dung như vậy. Phần listening thì các con sẽ làm gì ạ? Con sẽ trả lời câu hỏi như sau. Theo quan điểm của con thì các hoạt động nào chúng ta có thể làm với những người bạn? Hôm lúc trước là chúng ta làm với gia đình đúng không? Hoạt động giải trí chúng ta làm cùng gia đình. Bây giờ là các hoạt động giải trí các con có thể làm cùng với những người bạn của mình đó. Thì chúng ta có thể là chơi các môn thể thao này đúng không? Chơi các môn thể thao này đúng không? Hoặc là đạp xe này đúng không? Đi bơi này. Và chúng ta dành thời gian cùng với bạn để giúp cho chúng ta làm gì? Tăng cường cái cảm giác luôn là gì? Tăng cường cái việc là gì? Nâng cao cái việc là chúng ta có cảm giác là gì? Thuộc về nhau đúng không? Tăng cường cái sự vui vẻ đúng không? Giảm căng thẳng và giúp cho chúng ta làm sao? Tự tin đúng không? Và thấy mình có giá trị trong cuộc sống và đặc biệt là chúng ta có dành thời gian cùng với cả những người bạn, chúng ta chia sẻ những cái câu chuyện cùng với nhau, chúng ta cùng phấn đấu, chúng ta cùng tiến lên trong học tập đúng không, trong tất cả các hoạt động. Bây giờ các con sẽ nghe một cuộc phỏng vấn với Mark về cái thời gian rảnh rỗi của bạn ý và các con sẽ lựa chọn đáp án đúng. Nào, bạn Mark thường làm gì lúc rảnh rỗi? Đó là gì ạ? Khi nào bạn ấy rảnh rỗi đúng không? Chúng ta có là ngày cuối tuần này, vào những ngày chủ nhật hay những ngày thứ bảy. Những ngày cuối tuần thì bằng ngày thứ bảy cộng ngày chủ nhật được không? Nhưng mà ngày thứ bảy thì chỉ là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật chỉ là ngày chủ nhật mà thôi. Bạn ý thường dành thời gian với ai lúc rảnh rỗi của bạn ý đúng không? Neighbors and friends là hàng xóm và bạn này. Family and relatives là gia đình và họ hàng này. And families and friends là gia đình và những người bạn. Chúng ta sẽ cùng nghe nhé. When do you usually have free time? I usually have free time at the weekend. So how do you spend it? I spend time to connect with my family on Saturdays. We do puzzles, play board games, or go camping. What about Sundays? I usually spend Sundays with my friends. I have a group of friends and we do lots of things together. For example?
Sometimes I invite them to my house. We cook our favorite food and watch a video. It's fun and better than going to the cinema. Do you do outdoor activities together? Yes, we love spending time outdoors. We go to the park to play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a bike ride around our city. This gives us a chance to see different places in our city. Thanks for letting us interview you. All right. Và chúng ta có đáp án ở đây đúng không? À, bạn ấy có làm gì ạ? Bạn ấy có rảnh rỗi vào ngày cuối tuần này. Thế sau đó là bạn ấy làm sao ạ? Các con nghe thấy là gì ạ? Bạn ấy dành thời gian để kết nối với gia đình vào ngày thứ bảy, những ngày thứ bảy đúng không? Xếp hình này, chơi trò chơi này, đi cắm trại này. Thế còn chủ nhật, I usually spend Sundays with my friends. Đó. Thứ bảy là dành cho gia đình đúng không? Còn chủ nhật là dành cho bạn bè. Phần tiếp theo các con sẽ nghe và chúng ta sẽ điền các từ còn thiếu vào chỗ trống và chúng ta viết không quá hai từ vào các ô trống đúng không? Ví dụ như chúng ta có hoạt động là bạn ấy mời những người bạn đến nhà này để làm gì này đúng không? Lý do là giúp cho các bạn ấy như thế nào này, bạn ấy đi như thế nào đấy, tham gia các hoạt động như thế nào để với mục đích là như thế nào đó. Nó sẽ cùng nghe lại. When do you usually have free time? I usually have free time at the weekend. So how do you spend it? I spend time to connect with my family on Saturdays. We do puzzles, play board games, or go camping. What about Sundays? I usually spend Sundays with my friends. I have a group of friends and we do lots of things together. For example? Sometimes I invite them to my house. We cook our favorite food and watch a video. It's fun and better than going to the cinema. Do you do outdoor activities together? Yes, we love spending time outdoors. We go to the park to play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a bike ride around our city. This gives us a chance to see different places in our city. Thanks for letting us interview you. All right. Đó, như vậy là phần này thì sẽ nhấn mạnh nhiều hơn đến việc là bạn ấy có thời gian kết nối cùng với những người bạn đúng không? Các bạn ấy làm gì, mời những người bạn đến nhà này, đúng không? Bạn Mark mời những người bạn đến nhà này để nấu ăn này và xem những cái video này đúng không? Và nó làm sao nó vui và tốt hơn so với đi xem phim, đúng nhỉ? À, mọi người còn làm gì? Đi đến công viên để chơi các cái môn thể thao để stay in shape, là giữ dáng, đúng nhỉ? Tức là để khỏe mạnh đúng không? Mọi người còn làm gì? Đi xe đạp vòng quanh thành phố để được khám phá những cái nơi khác nhau ở thành phố. Rồi, đến phần writing thì các con sẽ làm việc theo cặp, con sẽ hỏi các câu trả lời về chính bản thân các con, đúng không? Các bạn của mình, khi nào thì bạn có thời gian rảnh rỗi vào cuối tuần hay thứ bảy hay chủ nhật hay cả hai ngày? Bạn làm gì với những người bạn của mình vào thời gian rảnh rỗi và tại sao bạn làm cái hoạt động đó? Thì chúng ta có chính là các cái nội dung của cái ý, từ cái ý chúng ta nghe thấy chúng ta sẽ làm gì? Chuyển thể sang những người bạn của mình và chúng ta dựa vào những cái thông tin chúng ta thu thập được để các con làm gì? Các con viết một đoạn văn, đúng không nhỉ? Con sẽ viết một đoạn văn. Ở đây là viết không phải một đoạn văn mà là một bức thư từ 80 đến 100 từ tới một người bạn qua thư của mình và nói cho các bạn ấy biết là con thường làm gì với những người bạn của mình vào thời gian rảnh rỗi, đúng không ạ? Đấy, con gửi tới ai đó, từ tính là tên con đúng không? To đến ai đó này, subject my free time là thời gian rảnh rỗi của tớ. Xin chào. It's nice to hear from you again. Let me tell you about. Rất là vui khi nghe lại thư của bạn đúng không? Hãy để cho tớ nói về cái gì đấy. Như vậy chúng ta sẽ nói là gì ạ? Tớ nói cho bạn biết về những người bạn của tớ trong thời gian rảnh rỗi. Tớ thường có thời gian rảnh rỗi vào cuối tuần đúng không? Tớ thường dành chủ nhật, buổi sáng chủ nhật với những người bạn của mình. Tớ có 3 người bạn thân và sống gần nhà tớ. Chúng tớ thường chơi cầu lông cùng với nhau trong vòng 1 tiếng ở sân chơi. Sau đó chúng tớ đạp xe ở nơi chúng tớ sống. Chúng tớ đã có rất nhiều thời gian vui vẻ cùng với nhau và những hoạt động này thì giúp cho chúng tớ làm sao có dáng hình thì đẹp. Thế còn bạn thì sao? Bạn có thường làm gì với những người bạn của mình trong thời gian rảnh rỗi? Hãy nói cho tớ vào email tiếp theo của cậu nhé. Thì chúng ta sẽ dùng cái chúng ta sẽ sử dụng những cái ý mà chúng ta vừa mới đưa ra được ở trong phần số 4 để các con viết về phần chúng ta nói đến với cái nội dung
là các con sẽ viết về thói quen với những người bạn của mình. Chúng ta sẽ di chuyển sang phần looking back với phần vocabulary and grammar. Trong phần vocabulary thì các con sẽ hoàn thành câu với những cái từ chỉ leisure activities, appropriate leisure activities là các cái hoạt động giải trí phù hợp đúng không? Bạn Mai thì thích online, như vậy chúng ta có từ online đúng không? Trong vòng 30 phút mỗi ngày, cô ấy nghĩ rằng là làm sao? Trò chơi đúng không ạ? Giải giải trò chơi ấy, hoặc là ta có từ puzzle là xếp hình đúng không? Tốt thì cho não, thì tốt cho não thì nó doing puzzle liên quan đấy, có từ liên quan. Lost tense of verb in. Thôi cái gì ạ? Cái hoạt động giải trí yêu thích của tôi đó là như thế nào đấy? Tôi có thể làm nhiều thứ cho chính bản thân mình, ví dụ như là gì? Gấp hoa giấy này, đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ từ doing DIY. Accelerate là cái vòng đeo cổ. Đúng không ạ? Câu số 3 chúng ta có là gì ạ? Là một cái cách khá là phổ biến mà cho giới trẻ dành thời gian rảnh rỗi. Nhiều người trong số họ làm sao? Gửi thư cho nhau hàng ngày. Như vậy chúng ta dùng từ messaging friends, là ta dùng từ messaging, và từ teens đúng không ạ? My brother is fond of, anh trai tôi thì thích cái gì đấy với những người bạn. Và những ngày chủ nhật thì các anh ấy thường chơi bóng đá này. Anh ấy thường chơi bóng đá này, đi bơi này, chơi cầu lông. Như vậy ta có từ gì ạ? Play sport, chơi thể thao. Câu số 5, Tom dành thời gian 1 giờ để lướt mạng hàng ngày. Anh ấy thích surfing the net, đúng không? Anh ấy thích lướt mạng. Phần số 2 là các con sẽ viết câu từ những cái gợi ý của từ chúng ta có. Thì ở đây chúng ta dùng là ví dụ crazy đi kèm dưới từ about, theo sau nó sẽ phải verb in. Đúng không ạ? Như vậy my cousin is crazy about playing computer game. Anh trai anh họ tôi thì làm sao? Anh họ tôi thì gọi là say mê với cái việc là chơi trò chơi điện tử đúng không? Câu số 2 là kết thúc bằng dấu hỏi chấm. Như vậy đây là một câu hỏi. Chủ ngữ là they thì động từ to be sẽ chia là are. And stressed đi kèm dưới từ in thì theo sau động từ sẽ là playing đúng không con? Như vậy chúng ta có là are they interested in playing badminton after school? Ok. Câu số 3 chúng ta có là tôi không thích làm sao ạ? Tôi không thích làm ra những cái mô hình bởi vì tôi không kiên nhẫn. Đúng không ạ? Thì ta có từ I thì chúng động từ to be sẽ chia là em đúng không? Fun đi kèm với giới từ of và make sẽ chuyển thành in bởi vì đằng sau đó là một mệnh đề, như vậy là I am not patient. Đó. I'm not fun of making models because I'm not patient. Câu số 4 chúng ta có tại sao bạn lại thích nấu ăn đúng không? Why bạn lại không thích nấu ăn? Why are you not into cooking? Because I often burn myself. Vì tôi hay làm gì? Burn nè, cháy đấy đúng nhỉ? Ừ, bị. Câu số 5. My friend Keen, Keen đi kèm với giới từ on đúng không con? My friends là số nhiều, như vậy động từ to be sẽ chia là are. My friend are keen on doing so and they go to judo club every Sunday. Những người bạn của tôi thì thích chơi judo đúng không? Và họ đi đến câu lạc bộ này vào mọi chủ nhật. Với phần ngữ pháp thì chúng ta sẽ xác định theo sau cái danh từ, theo sau cái từ đó là verb in hay là to verb để chúng ta điền. Và cô sẽ dịch nghĩa các câu để chúng ta cùng hiểu này. Tom thích đạp xe ở công viên với những người bạn của anh ấy không? Đúng không? Một vài người trẻ thì không thích đọc truyện tranh đúng không? Reading or to read, like reading or like to read. Detest playing sport because it's tiring. Mary ghét chơi thể thao bởi vì nó rất là mệt. Nhưng chơi thể thao sẽ giúp cho chúng ta duy trì được cái sức khỏe thể chất của mình, có thậm chí là cả sức khỏe tinh thần của chúng ta nữa các con nhé. Câu số 4, Trang và An thì thích làm sao? Nói chuyện với bạn của mình vào thời gian rảnh rỗi. Vậy love chatting thì các con chú ý ta sẽ làm gì? Từ kết thúc là phụ âm, trước nó là nguyên âm, thì chúng ta sẽ gấp đôi phụ âm trước khi chúng ta thêm đuôi in của động từ, cũng như là thêm đuôi ed của nó. Câu số 5, Nam và Mark thì thích làm gì vào cuối tuần? Đó. Prefer to do hoặc prefer doing. Đấy. Tiếp theo là các con nhìn tranh. Đấy, để chúng ta sẽ viết các cái tự cụm từ còn thiếu đúng không?
vào các cái chỗ trống chúng ta có Anna, người bạn thân của tôi. Cô ấy thường có dành thời gian rảnh rỗi vào cuối tuần này. Cô ấy thích cưỡi ngựa này. Ở câu lạc bộ cưỡi ngựa. Đôi khi cô ấy thích đọc, con nhìn đúng không? Reading books, đọc sách này, hoặc là nhắn tin cho bạn bè, messaging her friends. Thì ta có từ like theo sau sẽ là verb in, đúng không ạ? Đó. She also love making flowers, đúng không? Bạn ấy cũng thích làm gì? Hoa giấy, cũng thích làm hoa giấy, đúng không ạ? Và đan len, đúng không? Knitting. Tuy nhiên có một điều bạn ấy không thích làm, đó là không thích chơi thể thao, đó là môn cầu lông, đúng không? Playing badminton. Đó. Và trong phần project thì các con sẽ phỏng vấn, con sẽ làm việc theo nhóm. Con sẽ phỏng vấn một nhóm các bạn học sinh ở trong lớp hoặc là ở lớp khác, đúng không? Và con hỏi các bạn cái câu là gì? Khi nào bạn có thời gian rảnh rỗi thì con sẽ đưa ra thông tin ra, đó là thứ bảy, chủ nhật hay là cả thứ bảy và chủ nhật, đúng không? Bạn thích làm gì vào thời gian thích làm gì với gia đình vào thời gian rảnh rỗi này, bạn thích làm gì với những người bạn của mình vào thời gian rảnh rỗi này, đúng không? Bạn thích cái thời gian rảnh rỗi nào, cái hoạt động giải trí nào mà bạn thích làm, thích tự làm, hoạt động giải trí nào mà bạn muốn làm trong tương lai. Thì các con sẽ phỏng vấn các bạn và chúng ta sẽ có một cái gì, một cái thu thập được cái câu trả lời của các bạn và chúng ta sẽ trình bày cái phần làm bài đó. Con đã phỏng vấn được bao nhiêu bạn học sinh này, khi nào thì các bạn học sinh đấy có thời gian rảnh rỗi. Đấy, cái hoạt động giải trí phổ biến nhất của các bạn là gì, đúng không? Đó, bạn ý hoạt động phổ biến giải trí nhất, hoạt động giải trí phổ biến nhất khi mà bạn chơi với cả các bạn ý là gì đó. Thì con từ cái phỏng vấn của các bạn, con sẽ đưa ra một cái bài báo cáo nhỏ. Các con sẽ đưa ra một cái bài báo cáo nhỏ theo nhóm để các bạn sẽ làm gì, báo cáo lại với cả các thầy cô, đúng không? Cùng các bạn ở trong lớp, và sẽ có các thầy cô và các bạn cũng sẽ có những cái đánh giá và cải thiện cho cái phần trình bày của các con. Và như vậy các con đã có thể sử dụng các từ liên quan đến hoạt động giải trí và các cái việc là con thích hay là con không thích. Con phát âm âm ủ and ủ một cách chính xác. Con sử dụng các động từ việc thể hiện mình ghét hay thích. Mình thích hay mình ghét, theo sau là verb in hay là to verb, đúng không ạ? Con mời và chấp nhận lời mời thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu nào? Con đọc về thời gian giải trí với gia đình này, con nói về thời gian giải trí với gia đình này, con nghe về thời gian giải trí với những người bạn, và con viết thư điện tử về cái thời gian giải trí với những người bạn như thế nào. Cô hy vọng các hoạt động cô giáo thực hiện ở đây là ý nghĩa với các bạn trong tiến trình học tập của các con, và hy vọng được các bạn tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn các con, cảm ơn các phụ huynh rất là nhiều trong việc tiếp tục đồng hành và ủng hộ cô Thúy. Goodbye everyone.